Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Yến ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai phôi ha. Trái đẹp nè, giá rất mềm. Cái này có 200 ha, bao ship luôn. Quý vị nhanh tay vào lại ha. Rồi, chào chị. Chào Tâm. Dạ, kính chào các cô chú anh chị ạ. Hôm nay con có một lô mai phôi giỏ hạt Thủ Đức mặt bông từ 5 tới 12 cánh. Con muốn giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Số điện thoại của con là 0392496865, cũng là số Zalo của con. Bên con cũng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ạ. Đầu tiên con vô cây số 61 nha cô chú anh chị. Dạ. Chiều cao là 51. Ngồi đế luôn. Mình thân là 19,5, con tính 19 nha cô chú. Cái này vận chuyển nó bị tét nhánh miếng nhưng không sao nha cô chú. Để VIP nè. Cây này VIP luôn nha cô chú anh chị. Một nồi đế luôn, bít bầu luôn. Này mã 61, con giao lưu giá là 700 ngàn. 700. Mã số 62. Tay chìa cành đẹp luôn nè cô chú. Chiều cao là 56. Mình thân là 22,5, con tính 22 nha cô chú anh chị. Cái củ nó to lắm nha cô chú. Một củ bự luôn. Ráng coi lắc tai chi rất đẹp nha cô chú. Rồi mã 62 giao lưu giá là 500 ngàn. 500. Mã 63. Thôi đi đặt luôn. Chiều cao là 37. Ở đây nó dướng rồi con đó trên đây nha cô chú. Mình thân là 12,5, con tính 12, ở dưới đây nó to hơn nha cô chú. Đế nam sổ dài bắt đầu luôn. Rồi mã số 63 con giao lưu giá là 250. 250. Mã 64, cây giăng đổ luôn nè cô chú anh chị. Chiều cao là 34. Đổ cắm xuống luôn nè cô chú. Mình thân là 15,5, con tính 15. Cây giăng đổ rất đẹp nè cô chú. Mã 64 giao lưu giá là 200 ngàn. 200 thôi. Mã số 65. Chiều cao là 35. Mình thân là 13,5, tính 13 nha cô chú. Cây này đế quái luôn nè cô chú anh chị. Mã số 65 con giao lưu giá là 250. 250. Mã 66. Chiều cao là 48. Mình thân là 16. Cái này để đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mã số 66 con giao lưu giá là 250. 250. Mã số 67 cây mini để bàn rất đẹp nè cô chú. Chiều cao là 31. Mình thân là 12. Rồi, bé đây quái ha. Bé quái luôn, rất đẹp luôn. Rồi cây 67 giao lưu giá 150. 150. Cây 68 là cây trực lùng lực luôn nè cô chú anh chị. Chiều cao là 56.
Bình thân là 19 rưỡi, tính 19. Cái đây vận chuyển nó bị tét miếng nhánh nhưng mà không sao nha cô chú anh chị. Tay chi cành cũng đều luôn. Rồi mã 68 giao lưu giá là 300 ngàn. 300. Mã 69. Chiều cao là 27. Cây này mình găng luôn nè cô chú anh chị. Mình thân là 18. Rồi mã số 69 con giao lưu giá là 300 ngàn. Rồi 300. Mã số 70. Chiều cao là 49. Mình thân là 17. Đế quái luôn nha cô chú. Rồi mã số 70 giao lưu giá là 250. 250. Mã số 71. Chiều cao là 58. Đây nó dướng cái nhánh này con đó trên đây nha cô chú. Bình thân là 13 rưỡi, tính 13. Rồi mã 71 giao lưu giá là 200. 200 thôi. Mã 72. Chiều cao là 59. Mình thân là 20 rưỡi, tính 20. Cây này cũ to lắm nha cô chú. Cũ 42. Cũ nở ha. Dạ. Cũ nở rất đẹp nha cô chú. Rồi mã 72 con giao lưu giá là 600 ngàn. 600. 73. Chiều cao là 63. Mình thân là 19. Rồi mã số 73 con giao lưu giá là 300 ngàn. 300. Mã số 74. Cây này tay chỉ cành đều rang luôn nè cô chú anh chị. Chiều cao là 66. Mình thân là 19 rưỡi, tính 19 nha cô chú anh chị. Cái cây này nó có bị lỗ mấy nhưng mà không. Nó sắp liền rồi nha cô chú. Đế đều bích bầu luôn. Rồi mã 74 con giao lưu giá là 300 ngàn. 300. Mã số 75. Chiều cao là 46. Mình thân là 18. Rồi mã số 75 giao lưu giá là 300 ngàn. 300. Mã số 76. Chiều cao là 54. Mình thân là 19 rưỡi, tính 19 nha cô chú anh chị. Cây này rộng co lắc rất đẹp nha cô chú.
Mã số 76, con Zalo giá là 250. 250. Mã số 77. Cây con tàn dù luôn nè cô chú anh chị. Chiều cao là 67. Hoành thân là 23,5, con tính 23. Cây này rất đẹp nha cô chú anh chị. Biết luôn á cô chú. Rồi mã số 77 con Zalo giá là 750. Rồi 750. Mã số 78. Chiều cao là 60. Hoành thân 23. Nồi đế luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 78 Zalo giá là 700.000. Rồi 700. Mã số 79. Cây phôi lùng lực luôn nè cô chú. Chiều cao là 17. Hoành thân là 15. Đế nơm đều ít bầu luôn nha cô chú. Rồi mã số 79 con Zalo giá là 250. 250. Mã số 80. Cây phôi lồng lực nữa nè cô chú. Chiều cao là 23. Hoành thân là 14,5, con tính 14. Cây này đế quái luôn, đế đỏ tươi luôn nè cô chú anh chị. Rồi mã số 80 con Zalo giá là 200.000. 200 thôi. Mã số 81. Chiều cao là 50. Hoành thân là 17. Rồi mã số 81 con Zalo giá là 250. 250. Mã số 82. Mã số 82 có 2 cây nha cô chú anh chị. Chiều cao là 20. Bằng nhau hết nha cô chú. Hoành thân ở đây là 13. Ở đây 12 nha cô chú anh chị. Này cô chú về ghép dài bo chơi rất là đẹp nha cô chú. Rồi mã số 82, 2 cây, ông Zalo với giá là 250. Rồi, 250, 2 cây. Mã số 83. Chiều cao là 63. Hoành thân là 23,5, tính 23 nha cô chú anh chị. Đế một nồi đế luôn, bít bầu luôn, củ nở luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã 83 con Zalo giá là 500.000. 500. Mã số 84. Chiều cao là 50. Hoành thân 19. Đế bếp luôn rồi cô chú.
cây 84 giao lưu giá là 250. 250. 85. Chiều cao là 37. Mình thân 14. Mã 85 giao lưu giá là 250. 250. Mã 86, cây này tay chi cành quá đẹp luôn nè cô chú anh chị. Rộng co lắc rất đẹp luôn. Chiều cao là 45. Vành thân là 19. Cây này dáng đẹp, tay chi cành đẹp luôn nè cô chú. Rồi mã 86 giao lưu giá là 300.000. 300. 87. Chiều cao là 20. Mình thân là 18. Một nồi đế luôn nha cô chú anh chị. Mã 87 con giao lưu giá là 300. Rồi, 300. Mã 88. Chiều cao là 64. Mình thân là 20.5, mình tính 20 nha cô chú anh chị. Cây này cũng nở luôn. Đế cái điều vít bầu luôn nha cô chú. Rồi mã số 88 con giao lưu giá là 300.000. Rồi, 300. Mã 89. Chiều cao là 45. Mình thân là 14. Rồi mã 89 con giao lưu giá là 200. 200. Mã 90 combo 2 cây nha cô chú anh chị. Đó là mã cuối của con ngày hôm nay nha cô chú. Chiều cao là 43. Chiều cao là 30. Mình thân là 13. Mình thân là 13.5, tính 13 luôn nha cô chú anh chị. Hai cây này đế rất đẹp nha cô chú. Rồi mã số 90 con giao lưu với giá là 300.000. 300. Cũng là mã cuối clip của con ngày hôm nay. Con rất mong các cô chú anh chị nhớ đến thời gian xem clip của con. Cảm ơn cô chú rất là nhiều ạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho Diễn. Xin chào và hẹn gặp lại.